Alo Picasso, đâu em rồi các thím? Ui, toàn đạn này em không có súng nhở? Mẹ bọn nó đâu hết rồi? Alo, đâu rồi thím? Alo. Alo. Alo, đâu rồi? Alo, đâu hết rồi? Đây đây. Vãi, bà này hoang vu ghê đấy. Ê, súng ở đâu ấy thím? Ôi, cái map này được, map Đây. này leo lên nóc nhà được Được thím ơi. rồi. Từ từ chờ. Alo thím, Gì? đạn ở đâu ấy thím? Có thằng nào chết ở đây vậy? Alo nghe không? Alo. Alo nghe không? Sao? Có nghe. Đạn ở đâu ấy? À, súng ở đâu Có ấy? nghe. Gì? Súng ở đâu? Vừa nhặt ở dưới không? À đây có khẩu shotgun đây rồi. Không có đạn nhỉ? Không có đạn nhỉ thím? Không có. Ông kia đâu rồi? Ly đi đâu rồi? Không biết. Không biết. Bay. Ôi mẹ, khẩu Ôi, súng có cả chết cờ rồi. lê à? Thấy cái gì? Chọc được. Chọc Chọc được. Chọc được. chọc được. Sướng vãi. Sướng vãi. Lily đâu rồi? Đi tìm Lily. Ô sao ông lại có cái biểu tượng bộ đàm nó hiện lên này? Biểu tượng gì? Cái bộ đàm ấy. Cái bộ đàm ấy. Không biết được, chắc chắc tôi đang cầm bộ đàm. Mà có tác dụng gì? Mà chả biết cái bộ đàm để làm gì cơ. Bây giờ đi đâu? Đó, bọn nó đứng dưới này, bọn nó để làm gì được này? Bây giờ đi đâu nhỉ? Đây. À không, phải giết 15 thằng. Đang đứng. Đây là cái lượt đầu tiên giết 15 thằng. Nhìn góc trái màn hình ấy. Đúng rồi. Nhưng mà Lily đâu? Kệ kệ nó, chắc đang alert. Không, chắc có ở chỗ khác rồi. Có chỗ khác đang hiện tên lên chứ. Thôi bắn đi nhá. 15 thằng. Ô, 14 thằng rồi kìa. Nó ở đâu nhỉ? Đấy, nó giết rồi mà. Nó giết rồi, thằng Ly nó ở đâu ấy? Nó hỏi tôi đang ở đâu này. Chả biết nó ở đâu. Ê, đâu rồi kìa? Ừ, nó cũng hỏi tôi à. Đâu rồi kìa? Không biết. Giết nhá. Ôi, đạn đéo tới. Bịt mẹ đéo có đạn. Chơi nhau vãi. Zombie bò lên à? Đâu đâu đâu. Giật mình. 13 thằng rồi kìa. Mẹ, khẩu shotgun này bắn xa đéo trúng được. Ôi, zombie vào rồi. Chết rồi. Bắn. Không có đạn nhỉ? Cái gì ấy? À, cái này hồi máu này. Nhưng mà không có đạn nhỉ? Không có đạn nhỉ thím? Cái gì ấy? Gì này? Cái gì ấy? Kia. Ui, đằng sau, đằng sau. Hay. Ông bắn trước tôi bắn sau nhá, khi nào hết đạn thì bảo. Ui, chết rồi. Sao sao? Chọc mày. Ôi, ôi. Bị em ấy thổi kèn à? Lắc thế. Ui, ui đông lắm. Ui, ui ui. Đâu đâu đâu? 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 Nó ở ngoài ấy, 4 5 đứa. Ui, 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 tránh ra, tránh ra. Lác lác nhở? Chúng. Ôi, chết rồi. Rồi chết rồi, chết rồi. Chết rồi, ra đi. Còn 5 thằng nữa. Còn 5 thằng nữa. Cái gì? 45 thằng luôn này. Đây là cái quay thứ hai. Nó đông vãi.
Đéo có đạn nữa. Đéo có đạn nữa chứ. Chiều ơi, đạn nhặt ở đâu? Đéo hiểu ông kia đâu mất rồi nhở? Ông kia đấy ở đâu? À, khu mình đang qua, khu kia là khu B. Không có đạn thì bắn sao thím? Không có đạn thì bắn sao thím? Ờ. Cầm gì đấy? Thì cầm cái này đập zombie. Hay mẹ, hay sang tòa nhà khác đi. Sang á? Ờ mẹ. Ờ đi. Tìm đạn, tìm súng ngay. Đi. Tôi đi trước, ông đi sau nhá, mẹ nhìn đằng sau nhá. Đây đây, B ở đây. Ơi đi đâu đây? Đi B đâu ở đây mà. Đi. B, B ở đây, đi. Cẩn thận nhá. Ôi cái gì đấy? Trứng gì đấy? Cái gì đấy? Sợ quá ông ơi, sợ quá. Hạ đạn này. Chạy chậm thế. Ô tôi súng shotgun đéo có đạn. Thấy khẩu súng này đẹp đẹp thì bảo tôi nhá. Ờ. Ủa vãi. Ui. Đông thế. Vãi. Nhưng mà được cái mình ở trên nóc nhà đây là không sợ. Mẹ rơi xuống cái thì... Xác định. Trong này đéo biết có gì không. Mẹ. Cầm khẩu shotgun này mẹ thốn quá. Ôi, với súng vừa đạn shotgun xong phải không? Vứt ra xong nào. Ấn lì số 2 ấy thì nó vứt đạn ra được. Cái màu xanh xanh cơ. Vứt hết đồ ra này. Đúng không? Ơ. Đấy. Đúng không? Chả biết cái nào là đạn cái nào nữa. Nhặt cả thanh gỗ rồi. Bó tay. Mãi. Ok mẹ đi đi. Rời đâu? Mẹ thằng Ly Ly nó biến mất đâu rồi kìa. PPM Steam nó đi. Tôi PPM rồi. Rồi. Nó là gì? Nó bảo là các team đang ở đâu? Bảo đang ở khu khu B. Sao biết đang? Bảo đang ở khu B. Sao biết đang ở khu B? Bấm C, bấm nút C. À bên này có súng rồi. Đấy rồi. Ui, ui tiếng gì ấy? Ma. Zombie ở đâu ấy? Ui, còn 42 con kìa. Vãi. Giết cái đéo nào được. Thì phải giết từ từ, giết giết xong rồi đi nhặt súng nữa. Mà súng ở đâu? Có mỗi loanh quanh luẩn quẩn hai khu này thôi. Ơ, vừa nhặt được cái gì nhỉ? Tiếng thì ở tiếng nhặt đạn đấy. Hồi chiến này thím. Ờ. Từ từ xuống đây xem có gì không. Ê từ từ đừng ngơ, tách rời nhau ra. Con ở dưới này nữa mà. Đây kiểu khu ổ chuột ấy. Tìm đi, tôi canh nhau. Ủa cái gì ấy? Vừa nghe tiếng súng không? Ly Ly à? Vừa nghe tiếng súng không? Sao mình nói nó không nghe được luôn à? Ờ. Không phải, trò này nó kiểu nó nó làm thật 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 ấy. Đứng cạnh nhau nói nó còn vọng 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 cơ. À đúng rồi, đứng xa nói đéo nghe cái gì luôn. Đúng không? Đúng rồi, tôi ra nó xa tôi gọi ông đéo nghe cái gì luôn. Kiểu nó như thật ấy. Ồ thảy nào nó bảo vào team speak nói được luôn. Ờ. Ôi chơi nhảy cho thật quá. Ôi vừa thấy nhiều lắm mà đâu hết rồi. Cẩn thận nhá, nhìn trước nhìn sau đi thím. Nếu nhảy được lên bàn nhỉ, bựa vãi. Ờ. Tí nữa muốn tránh có tránh được. Ôi đây có gì đỏ đỏ này. Cái gì đây? Cái gì đéo gì? Cái mic à? Hát đi. Vãi. Một zombie đằng kia kìa. Ô, súng rồi. Súng được qua. Đâu? Ui, lựu đạn nữa. Zombie, zombie bên trái. Cứ bắn đi, để tôi ném lựu đạn.
đúng mẹ đây rồi. Đéo có đạn nhỉ? Đéo có đạn nhỉ? Ơi chạy lui vào, vui lui vào tôi vào ấy. Fire in the hole. What the fuck? What the fuck man? Cái gì ấy? Come back. Thằng chó. Ném lên đâu ấy thằng khùng ấy.